Rồi em chào cả nhà YouTube nha. Đó, em Tàu Văn Phát chào nhà nha. Trước thềm năm mới rồi cả nhà ơi. Thì hiện tại bên bãi của Tàu Văn Phát còn những mẫu xe nào thì em sẽ review trên một cái video này, video tổng hợp nha. Em sẽ tổng hợp một vài mẫu xe cũ còn lại ở bãi xe của Tàu Văn Phát nha. Đó. Trước năm mới thì em xin chúc cả nhà mình thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống, gặt hái được nhiều thành công hơn nha. Đó, trước mắt anh chị em bà con mình là một con xe tải 2 tấn 4 đời 2017 nha, giá là 175 triệu nha. Đó, đăng kiểm mới nha, đăng kiểm còn dài chứ, đăng kiểm em này còn tới tháng 9 năm 2024 nha nha. Đó, 2 tấn 4 thùng dài là 4m3 nha, đời 2017 nha cả nhà ơi. Đó, đời 2017 nha, xe còn vài mẫu thôi chứ cũng không có còn nhiều. Tiếp theo là em xe tải này Isuzu cả nhà ơi. Con Isuzu này bán lỗ chắc cũng phải 1 xị rồi cả nhà ơi. Đó, 1 xị rồi đó, bán lỗ 1 xị đó, nhưng mà vẫn chưa có khách nha. Mong anh em nào có thể là hợp việc con này, thì nói chung là do cái nhu cầu công việc của nó chứ không phải là xe xấu xe gì hết nha cả nhà, do nhu cầu công việc thôi. Nói chung là cái hàng xe mà chạy hàng cái hàng thùng bảo ôn này nó cũng khá là ít đó, xe đậu riết dơ hết đăng kiểm luôn đó. Mua thì em sẽ bao cho đăng kiểm mới ha. Con này giá hơn 200 nha nha, giá hơn 200 nha, đời 2007 nha, rất chi là xịn sò, 5,5 tấn nha, thùng dài là 6m cả nhà ơi. Rồi em sẽ ra ngoài kia em quay thêm mấy mẫu xe nữa. Rồi ha, tiếp theo là cái em xe Hino FC500 nè cả nhà. Đó, con này thì không phải bàn về xe nha, giá hơn 500 một chút thôi, em bao hồ sơ nha, đăng kiểm mới rồi, 6 cái lớp đẹp nha, 2 lớp đầu mới thay luôn cả nhà. Đó, giá hơn 500 nha, em bao hồ sơ cả nhà mình nha, giá hơn 500 một chút thôi, không có nhiều. Đó, sơn riêng hầu như là 80-90%, một chủ từ đầu nha, con này một chủ từ đầu, đăng kiểm mới nha, máy lạnh vẫn đang hoạt động nha. Xe zin không lỗi lớn mà cũng không có lỗi nhỏ luôn. Đó, zin từ A tới Á luôn. Ở nhà nào thật sự muốn sở hữu em nó cứ alo cho Tàu Em Phát nha. Thùng dài 6m7, tải 5,5 tấn nha. 6m7, tải 5,5 tấn nha, 5,5 tấn còn 5,3 tấn. Đó, xe rất chi là đẹp nha. Quá rin, quá đẹp, quá xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà mua xe ủng hộ cho Tàu Em Phát nha. Bên em chuyên mua bán và trao đổi các loại ô tô tải đã qua sử dụng nha cả nhà. Đó ha, mua bán và trao đổi nha. Đó, cả nhà có xe bán, xe mua thì giới thiệu em sẽ có tiền hoa hồng cho người giới thiệu nha, từ tất cả các dòng xe nha, mua bán trao đổi nha. Thì hiện tại bên em cũng chắc phải qua Tết em mới nhập lại nha cả nhà, tại giờ sát Tết cận Tết rồi, em cũng ngưng mua xe này cả tháng rồi đó, chứ không phải là mới đây, tại vì trước đó thì nhiều anh em thợ cũng nghỉ về quê đồ này kia. Đó, cho nên là mình ngưng mua xe, tại vì mua xe về cũng để đó thôi chứ không có sửa sang mà cũng không có chăm sóc nó được, cho nên là phải qua Tết nha nha. Đó, cả nhà nào có xe giá hợp lý cứ alo cho em ha. Quan trọng nhất là cái giá cả nhà ơi, quan trọng là cái giá hợp lý nha. Vậy ha, Hino ha. Video này video tổng hợp nha cả nhà. Còn bên xe này nè, bên này là con Mitsubishi Canter nè cả nhà. Con này 4 tấn đời 2007 luôn, mua em bao đăng kiểm mới nha. Con này có vững năng, con này giá 200 thôi cả nhà. Bán xe mình phải giảm giá tuột quần luôn, tuột quần tuột áo luôn cho cả nhà mình sở hữu được em nó nha. Đó, Mitsubishi Canter đời 2007 nha cả nhà, 4 tấn ha. Xe này có thiết kế vững năng hệ hàng hóa nha. Máy số cực kỳ ngon luôn rồi, khỏi phải bàn nha. Đó, máy số cực kỳ ngon. Con này thùng dài hình như là 5m2 nha cả nhà ơi. Dàn lớp em nó rất đẹp ha, rất đẹp, rất là cứng cáp luôn. Đó, rất là ok nha. Đó, có vững năng nè, thùng sàn là khỏi phải chê nha, quá đẹp, quá xuất sắc luôn rồi. Ở đây là con su cốc nữa, su cốc này giá rẻ nha, su cốc này giá rẻ, giá khởi nghiệp, và con ít vốn mà muốn mua xe hãng thì lựa chọn em nó. Nói thẳng ra con xe này thì nó không có được đẹp nha cả nhà, nói chung là tàn tàn kiếm cơm thôi, giá rẻ mà chỉ có 50 triệu thôi, đời 2006, em này đời 2006 nha. Mua thì bên em sẽ bớt cho cả nhà mình ha, 2006 giá vài chục củ.
50 củ còn bớt nữa. Nhà cần thì cứ alo cho em nha. Đó. Suzuki xì bo cả nhà ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tòng An Phát nha, tại vì chống xe rồi à, cho nên là bây giờ hiện tại cũng đang ngưng mua rồi đó, chống xe hết rồi, bán hết rồi, còn một em cuối cùng là em dắt nè cả nhà. Em dắt này đời 2009 nè, con này bán lỗ nè cả nhà, con này nằm cũng lâu rồi nè, máy số ngon ha. Ở mua thì bao cho cái đăng kiểm mới, thùng dài 6m2, thùng mới đóng luôn đó. Con này giờ bên em đang chào bán với 165 triệu nha, 165 triệu đời 2009 nha cả nhà. Con này đang đi lớp 825 nha, 825-16, ồ 825-20 luôn cả nha, mâm lớn luôn nè đó, đời 2009. Nói chung là nhà nào cần một cái con xe mà gọi là tải to thùng to thì lựa chọn có thể là lựa chọn em này. Con này 6 tấn nha đó, thùng 6m2 đó. Thì còn một vài mẫu xe thì em sẽ giới thiệu hết trên cái video này, rồi có những xe mới về em sẽ lên luôn cho cả nhà mình xem ha.